lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Câu thơ của Bác Hồ ngày xưa như một cái lời dặn dò, một bài học cho chúng ta. Mình phải cân nhắc thận trọng trong những cái quyết định và hành động của mình. Giống như trường hợp của em Hằng này, chọn thời điểm Tết để xây một căn nhà mới nằm ngay vị trí đắc địa, sát chợ, nhà thờ, trường học. Nhưng mà cái thời điểm năm 2023 này rất là khó luôn các bạn. Nên là bây giờ em đành phải bán căn nhà này với một cái giá hết sức là mềm. Nó chỉ bằng với lại một cái chiếc xe ô tô thôi. Nhà xây một trệt, một lầu, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà vệ sinh, sân thượng, trước, ban công sau. Nói chung là công năng đầy đủ luôn. Ngang qua là được 5m, còn dài là 16m. Nhà xây cao ráo nha, xây mới toàn bộ. Hướng là chính tây, thổ cư là 100%. Nằm phía trước là con đường bê tông, lộ giới là 5m. Ở đây là thuộc ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Vị trí này thì nằm trong cái địa bàn là toàn là đường ô cờ không. Nằm kế bên là con đường liên xã, cách 100m nè. Ở phía ngoài đây mình quẹo bên tay phải là ra xã An Bình, còn quẹo trái là ra tỉnh lộ 786. Chỗ này là giáp ranh với lại thành phố Tây Ninh luôn nha. Nằm cách chợ Thanh Điền, còn gọi là chợ Thanh Hùng đó, là có chừng chưa đầy 500m. Ở khu vực này là có trạm y tế, rồi trường học, rồi nhà thờ, nằm sát một bên luôn ha. Dân cư là cực kỳ đông, nhà cửa rất nhiều. Nằm chỉ cách tòa thánh Tây Ninh là khoảng 7 cây số, cách Vincom Tây Ninh là khoảng 6 cây, cách khu du lịch Núi Bà là khoảng chừng 12 cây. Từ Sài Gòn An Sương tới khu vực này thì tầm khoảng 85 cây. Khu vực này còn được gọi là cụm công nghiệp Thanh Điền, nhà xưởng công ty rất là nhiều. Bây giờ em Hằng bán toàn bộ nhà và đất luôn là 1.199.000.000, không phát sinh gì nữa các bạn. Anh chị em quan tâm, mình bấm like thả tim cổ động anh em tụi mình, rồi chúng ta vô xem hiện trạng nhà và phân tích coi ở đây có phải là một nơi đáng để mình an cư lạc nghiệp lâu dài hay không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Xây dựng Hùng Hùng Huy, hùng mạnh nhờ chất lượng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm về thiết kế, thi công và sửa chữa công trình nhà ở dân dụng, chúng tôi tự tin cùng bạn kiến tạo những không gian sống hoàn hảo. Đây là ngoài khu vực đường liên xã, nằm cách vị trí nhà khoảng 100m nữa các bạn. Đây, đi vô con đường bê tông này nha. Thì hướng bên này mình đi ra tỉnh lộ 786 nha các bạn. Đó, đường này thì bà con người ta buôn bán rất là nhiều nè. Còn bên này thì mình chạy về xã An Bình ha. Hướng này mình chạy lên chừng 200m. Đó, anh chị em thấy mái ngói trường học không? Trường mẫu giáo ha, chỗ đó có ngã tư. Mình quẹo bên tay trái là đi vô chợ. Thì từ nhà vô tới chợ là chưa đầy 500m nữa. Và có rất là nhiều cái hướng để mình đi vô. Thì những cái con đường nằm phía bên tay phải, trục đường bê tông này nữa các bạn, là đều hướng vô chợ hết. Nằm cách chợ là chắc chừng 400m à. Đấy, khu vực ô cờ, nhà rất là nhiều, dân cư đông. Đây, bà con đang làm trang trí hang đá chuẩn bị Giáng sinh nè. Chào anh, chuẩn bị Noel ha anh. Này là xong chưa anh? Cho em quay có đèn không anh? Dạ, như buổi tối mình phải mở đèn lên chứ ha. Dạ, ở đây chắc anh đi nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu này luôn, giáo xứ Phước Điền chứ. Dạ, rồi Noel vui vẻ anh nha. Dạ. Đó, bà con ở đây thân thiện, dễ mến lắm các bạn. Này, xe này là người ta đang
để mình hỏi coi có thể là đang làm hệ thống thoát nước hay gì đây. Ủa anh, cái này mình làm cống thoát nước hả anh? Để làm gì vậy? À, làm cái lề hả? Dạ. Dạ, cảm ơn anh nha. Đây, khu này thì nếu mà mình xem hình ảnh trên Playcam đó là anh chị cũng có thể đoán được là tiềm năng của nó rất là phát triển, chắc chắn nó sẽ thành một cái khu đô thị các bạn. Ấp Thanh Hùng là vị trí trung tâm của xã Thanh Điền luôn ha. À, những cái đường này là đang trong quá trình lên bê tông nè các bạn. Đó, hướng ra chợ luôn đó, đường thông hết nha. Thì theo thông tin mà anh em mình được biết thì có thể là trước năm 2030 là khu vực này đã được lên đô thị rồi. Đó, như vậy là mai mốt là sẽ trở thành là khu phố Thanh Hùng các bạn. Từ ngoài mình đi vô là có 100m rồi ha. Nhà nằm phía bên tay phải hướng Tây nha. Còn đây mình chạy thẳng lên là tầm 600m là ra quốc lộ 22B nè. Đó, đường đều có gắn biển báo giao thông hết các bạn. Ra ngoài đó thì mình có trường dạy lái xe, rồi công ty nhà xưởng ở đường quốc lộ 22B nhiều lắm các bạn. Nhà cửa cao ráo, nhìn rất là khang trang. Kế bên là bà con hàng xóm nha. Đối diện có một căn nhà lốc thái rất là to. Em Hằng là xây theo kiểu nhà phố bạn. À, kiến trúc rất là hiện đại. Thì cái phần đất ở bên đây là còn trống nè, và đó cũng là một cái điểm mạnh. Bởi vì đây nhà xây anh chị em thấy là bên hông xây tô chống thấm ngon lành đầy đủ luôn ha. Ở trên là mái là viền ngói luôn. Đó, chúng ta có một cái khu vực là sân thượng đằng trước, rồi ban công ở phía sau nữa, ngon lành lắm. Được 5m các bạn nha, ngang qua là 5m nè. Đó, đường hiện trạng là đường bê tông rồi, nhà đất là cao hơn mặt đường ha. Cột là cũng đổ bê tông hết các bạn. Cửa là có tổng cộng là 3 cánh nè. Đó, một cái này là hướng hai cánh cửa lớn, còn bên này là cái cửa nhỏ, mình đi bộ hoặc là đi xe máy các bạn. À, khoảng sân này cũng gọn gàng vừa đủ để mình có thể là để được một chiếc ô tô cỡ nhỏ nha. À, ở dưới là gạch vỉa hè, bên hông. Ở bên hông có chừa một khoảng sân như một cái giếng trời vậy đó, rất là thoáng, có cửa hông luôn các bạn. Nhà xây thiết kế rất là mát mẻ nha. Kế bên là nhà hàng xóm có cây mận trái rất là nhiều luôn. Từ trong nhìn ra khu vực dân cư đông, rất là dễ sinh sống ở đây các bạn. Gần chợ, không chỉ có chợ Thanh Điền mà ở phía ngoài ngã tư Thanh Điền là còn có một cái chợ công nhân nữa, chợ Hoàng Gia các bạn. Bậc tam cấp là 2 bậc nha, cửa sắt kính cường lực 4 cánh. Ở trên này là sử dụng trần nhựa thả các bạn. Thì mình cũng có hỏi thăm em Hằng là sao em làm cái nhà này rất là đẹp mà không làm trần thạch cao luôn cho nó sang. Em nói là em cũng có trải nghiệm nhiều rồi, cái trần nhựa thả này là xài cái loại chất lượng nó bền hơn là cái trần thạch cao rất là nhiều luôn, nên là em chọn làm cái đó. Còn thật ra anh chị em thích làm trần thạch cao nữa thì cũng không có nhiều tiền hết nè. Thì cái đó là tùy quan điểm của mỗi người ha. Bà con có ý kiến thì có thể là chia sẻ thêm. Này, khu vực phòng khách tầm khoảng chừng 20m² các bạn. Ở trên thì mình sẽ xem sao, còn mình nghiên cứu bên dưới trước các bạn nha. Tầng trệt nè, điện là đi âm tường. Khu vực này anh chị em có thể là vô nước cấp thủy được nha.
Mình có hai nguồn nước luôn đó, giếng khoan và nước cấp thủy. Ở nhà mình lăn bê sơn nước màu xanh lơ các bạn, khá là dịu mắt ha. Đi đường len chân tường, rồi gạch bóng kiến khổ 60. Khu vực cầu thang làm cũng rất là hay. Với cái diện tích này thì mình cũng khá là thoải mái để bày biện đồ nội thất rồi thiết bị điện tử. Bên trong đây là phòng ăn và khu vực bếp nữa các bạn. Bếp thì có trang bị cho mình là tủ bếp dưới, cũng khá nhiều rồi nha. Còn ở trên mình có chậu rửa inox nè. Mặt bếp là cũng là gạch bóng kiến. Xung quanh cũng dán gạch hết các bạn, tiện mình có thể chùi rửa rồi ha. Chỗ này thiết kế này là làm theo kiểu hiện đại các bạn. Phòng ăn là mình để ngay chỗ này nha, kết nối với lại phòng khách nè, làm cho chị em nội trợ là không có bị cô đơn. Khi mà mình nấu nướng mình vẫn có thể là quan sát được hết toàn bộ nhà, rồi giao lưu với lại các thành viên trong gia đình luôn. Đây cửa bên hông. Đó, cửa hông này là cũng cửa sắt kính cường lực. Này, thông ra bên hông nữa các bạn. Đó, cũng lăn bê sân nước làm rất là cao ráo ha. Ở dưới là gạch vỉa hè nha. Bên này đó, chỗ này thì mình để này, cái này chắc để máy giặt các bạn ơi. Đó, mình để máy giặt. Chỗ này mình thấy là để máy bơm nước ha. Đó, để máy bơm nước. Đó, có một cái ban công ở phía trên nha. Rồi, thiết kế hông như thế này. Đó, làm cho nhà sáng và rất là mát, đỡ tốn tiền điện, tiền quạt, tiền máy lạnh đồ. Đó, và nhà nấu nướng không có sợ bị ám mùi các bạn. Tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nằm ở đây. Diện tích phòng ngủ cỡ 10 mét vuông các bạn. Đó, cũng có cửa sổ thông ra là với cái sân ở bên hông nha. Này, cửa sắt kính cường lực luôn. Này, cửa phòng cũng là cửa sắt kính cường lực các bạn. Phía ngoài mình có phòng tắm, nhà vệ sinh. Mình có tổng cộng là 3 phòng ngủ, rồi 2 phòng tắm, nhà vệ sinh nha. Phòng tắm, nhà vệ sinh khá rộng nè. Bên trong này còn có thêm một cái chỗ này mình không biết gọi là giếng trời hay là cái sân sau nữa các bạn. Làm sân nắng phơi đồ ở đây cũng hay các bạn. Cửa sắt kính cường lực nè, lavabo nè. Đó. Bên trong cũng có dán gạch cao tầm 1m2 ha, rồi lăn bê sân nước đầy đủ. Khu vực phòng tắm thì dán gạch men là cao lên tới nóc luôn. Đó, cửa sắt chắc chắn đó. Nhà này em Hằng nói xây bao cho anh chị em ở ngon lành, có thể nhiều khi ở 20-30 năm không có xi nhê gì hết. Này, bậc cầu thang là dán gạch bóng kiến ha. Chỗ này mình thấy là tường 20 mình có thể là để trang trí đồ phong thủy cũng khá là ổn nè. Bên trên nữa các bạn. Phần tay vịn là sắt hộp nha, làm giống như là dây đi văng vậy đó. Ở đây thì tầng trên chúng ta có khu vực phòng thờ nè. Rồi 2 phòng ngủ ở bên trong. Diện tích mỗi phòng này cũng khoảng tầm 10 mét vuông các bạn. Cửa sắt hết. Bên đây phòng tắm, nhà vệ sinh tầng trên ha. Đó, có ô lấy sáng, lấy gió thông thoáng rồi luôn. Rồi phòng ngủ thứ ba ở đây cũng 10 mét vuông các bạn.
ở trên là cũng có ô kính cường lực nó lấy sáng nè. Cho trên này là cái phòng này cũng rất hay, nó có một cái cửa sắt kính cường lực nè, thông ra ngoài ban công, ban công bên hông nữa các bạn. Đó, ra đây nhìn thấy cái view là cây mận đó, ngon lành luôn nha. Xung quanh thì chúng ta đã xem rồi ha, nhà cửa rất là nhiều. Ở trên là quyền ngói nè. Đó, thông thoáng, sáng sủa. Một cái điểm cộng lớn cho cái cách thiết kế này là em làm một cái có thể gọi là sân thượng bên hông ở phía trước nhà nữa các bạn. Đó, cái sân thượng này giá trị lắm nha. Này, chỗ này thì làm cửa nhôm, sân tĩnh điện. Rồi, diện tích cho chỗ này cũng rộng rãi các bạn. Ở dưới là gạch chống trượt ha. Đó, bên này thông với lại khu vực phòng thờ nè. Ở trên mái che ok luôn. Thì với cái cách thiết kế này thì mình có thể là phơi đồ ở trên này cũng được, hoặc là mình làm bàn trà buổi chiều ra lên trên này chơi thì rất là mát, kể cả mình ăn uống gọi là những cái người bạn thân đó, đó để bàn ghế ra chỗ này cũng được các bạn, hoặc là mình làm một cái nơi để tập thể dục, tập yoga mỗi buổi sáng cũng rất là ổn áp ha. $1,199,000 các bạn nha. Chúng ta có một cái diện tích sử dụng khoảng 140m². Đó, đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng khách, bếp rộng rãi, có sân bên hông, rồi sân trước, ban công bên hông, rồi sân thượng trước luôn. Phía trước này cũng có thể đậu được ô tô nữa. Và quan trọng là nằm trong một cái khu vực là an ninh, dân cư đông hiện hữu, rất là nhiều tiện ích xung quanh, giao thông là thuận lợi, nhà đất là thổ cư 100% ha. Pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng. Đường này mình thấy lộ giới chắc từng 6m nè, mặt tiền là 5m, ở phía sau cũng 5m luôn, cạnh dài nhất là 16,02, thổ cư 100%, đất hướng chính tây nha. Thửa đất số 558 thuộc tờ bản đồ số 10, số cũng rất là đẹp ha. Địa chỉ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích tổng là 80m², nhưng mà nếu tính lên tầng trên nữa là khoảng chừng 140m nha. Đó, thổ cư hết toàn bộ, không dính lộ giới hết, sổ riêng, không có chung đụng với ai nha. Quy hoạch ở đây được ô cờ, rất đẹp và nhiều tiềm năng nữa các bạn. Phủ hồng toàn bộ khu vực luôn nha. Tiện ích chỉ có vài trăm mét thôi là mình ra tới chợ, trường học, nhà thờ. Hạ tầng rất là chuẩn luôn. Ủy ban cũng nằm cách chừng chưa đầy cây số ha. À, ngoài đây là quốc lộ 22B nè, có trường dạy lái xe nè. Rồi, đây là ngã tư Thanh Điền, đó, có cái chợ ngoài đây nữa, chợ Quần Gia các bạn. Bây giờ từ nhà mình sẽ đưa anh chị em đi khảo sát khu vực ở ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền này nha. Này, khu vực này là đường ô cờ nên là mình đi ra vô đường nào cũng được các bạn. Đi ngược lại là vài trăm mét, 600-700m là mình ra quốc lộ 22B ha. Còn những đường hướng bên tay trái này là đều hướng ra chợ hết nè. Đường ở đây thì người ta quy hoạch nâng cấp lên nhựa với lại đường bê tông hết rồi các bạn. Mình đi ra hướng đường liên xã 100m.
đầu đường là có bán đồ ăn sáng nè. Quẹo bên phải là mình đi về hướng xã An Bình các bạn nha. Còn quẹo trái là mình ra đường 786. Người ta bán nước mía nè, bán cơm nè, kinh doanh buôn bán rất là nhiều trên tuyến đường này các bạn. Đường này lộ giới là 30 mét. Mình chạy chừng 200 mét là tới trường mẫu giáo nè các bạn. Thẳng lên trên là khoảng chừng cây rưỡi nữa là mình ra tỉnh lộ 786 nha. Còn đây chúng ta quẹo hướng trái đi vô trung tâm chợ nữa các bạn. Ở đây là kinh doanh buôn bán đa ngành nghề được luôn. Khu vực dân cư đông giáp ranh với lại thành phố Tây Ninh. Nhà nằm cách Vincom với lại tòa thánh Tây Ninh là khoảng chừng 6 cây à. Này chợ Thanh Điền. Chợ này là tới 3 cái tên lần nha. Chợ Trụ Nhọn, chợ Thanh Hùng cũng là nó luôn các bạn. Có rất là nhiều hướng để mình ra vô chợ nè. Đó, những hướng bên trái là vô chợ rồi đi vô nhà được luôn. Trường học là cũng nằm kế chợ luôn các bạn. Đó, bữa nay là ngày thường thôi nhưng mà bà con buôn bán cũng rất là đông sầm uất ở đây nha. Bên trái là nhà văn hóa thể thao rồi trạm y tế. Đây công viên Trụ Nhọn nè. Chợ công viên trường học nằm cách nhà là có 500 mét à. Đó, mình chạy một vòng ở khu vực này cho anh chị em khảo sát ha. Mình có thể là ra ngoài đây hóng mát, đi bộ, tập thể dục buổi sáng, buổi chiều. Đó, có máy móc cho mình tập luôn. Nghe đây có cây xăng nữa các bạn. Đó, hướng này mình chạy ra là quốc lộ 22B nha. Chạy ra khoảng 300 mét tới quốc lộ. Tiện ích thì không thiếu món gì các bạn. Cổng chính của chợ thì nằm bên đường này. Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động là cũng có đầy đủ hết. Khu này là nó là như khu công nghiệp vậy đó. Rồi trở lại cái hướng trường học các bạn. Mình quẹo qua đây cho anh chị em xem hướng này là mình đi về ủy ban, có nhà thờ luôn nè. Đó, bà con buôn bán là giáp giáp nhau không. Chúng ta nhìn tạp quá, nó liền nhau chừng một chục cái tạp quá là liền kề nhau luôn các bạn. Rất là sung. Một cái nhà thờ lớn nằm phía bên tay phải ha. Ở ngay trước nhà thờ là cũng có máy tập thể dục nữa. Từ chợ mình đi chừng 300 mét là tới ủy ban rồi các bạn. Nhà nằm cách ủy ban là khoảng chừng 900 mét nha. Cụm công nghiệp Thanh Điền là công ty, nhà xưởng là rải rác đang xen xung quanh là nhà dân nữa các bạn. Đây ủy ban xã nè. Đó, có xe điện VinFast cũng về đây kinh doanh rồi. Trường mẫu giáo sát bên, kế bên trường mẫu giáo là đường đi vô công ty Bandovina các bạn. Bên phải nè ha. Những cái đất trống phía bên tay trái này là dự án ta làm công ty nhà xưởng hết các bạn. Còn đây là trường cấp 2 Võ Văn Truyện. Trường rất to, có máy bán hàng tự động ở trước cổng trường nữa.
À, bên phải này là mình đi công ty Vinayo nha. Còn quẹo trái là hướng ra ngoài quốc lộ 22B. Ở ngoài đây là có thêm cái chợ nữa các bạn, là chợ Hoàng Gia, nằm sát bên công ty VMC Hoàng Gia luôn. Cái chợ Hoàng Gia thì người ta hay bán buổi chiều các bạn, giờ tan ca đó. Chợ dành cho anh chị em công nhân tự phát thôi, nhưng mà rất là đông luôn ha. Anh chị em nào thích khu vực này, quan tâm tới mẫu nhà của em Hằng, mình liên hệ trực tiếp với em Hằng luôn, là chính chủ không qua trung gian nha. Số điện thoại là 0967 979957, 0967 979957. Giá toàn bộ là 1 tỷ 199 triệu. Đó, một mức giá mà em Hằng cũng không nghĩ tại sao em lại bán cái mức giá này luôn các bạn. Một mức giá của cuối năm 2023. Một mức giá dành cho bà con có nhu cầu ở thật. Rất là sát sao luôn. Mức giá lỗ luôn các bạn. Đây, bên trái là đường vô công ty VMC Hoàng Gia. Đấy, chợ Hoàng Gia cũng nằm ngay đó các bạn nha. Đây, ra tới đây là ngã tư Thanh Điền nè. Chỗ này có những tiện ích là điện máy xanh, Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh. Quẹo bên tay phải 30 cây là mình về cửa khẩu tới một bài, về bến cầu các bạn. Đi thẳng hoặc quẹo trái là mình đều về thành phố Tây Ninh hết nha. Đi thẳng mình đi về Tòa Thánh Tây Ninh khoảng chừng 4 cây. Còn quẹo trái khoảng 2 cây số nữa là mình tới chợ Tây Ninh, bến xe Tây Ninh các bạn. Ở đây thì dân cư rất là đông. Tới đây anh em mình cũng kết thúc video clip nha. Anh chị em có ý kiến đóng góp, mình để lại vài dòng giao lưu với anh em tụi mình bên dưới video và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác ha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.